đỏ rực luôn, all red. Hi, chào cả nhà, chào mừng mọi người đến với kênh Vợ Việt Travel. Đây, Vợ Việt đang ở cái khu này là Samsubo, là cái khu bán đồ Tết lớn nhất ở Hồng Kông. Đây là khu cũng có rất là nhiều người Việt và mấy cái quán người Việt sinh sống. Ở nhà cùng đi khám phá chợ với Vợ Việt nha. Đây là cái cửa ra cửa B2 nha cả nhà. The B2, let's go out from Samsubo station. Welcome chợ Tết Hồng Kông. Đây, Phúc Win Street. Đây chợ Hồng ở chợ Tết ở Hồng Kông nha cả nhà. Đây họ bán rất là nhiều cái phong chữ, cái chữ này giống như là mấy câu đối á ha. Xong rồi cái bao lì xì lồng đèn các kiểu. Nói chung là ở Hồng Kông thì cũng giống như ở Việt Nam, rất là thích màu đỏ. Lồng đèn đỏ rồi mấy cái pháo nữa nè. Cũng không có mắc lắm. Đây, rất là đẹp. Năm nay năm rồng nên là đi đâu cũng thấy là mấy cái hình rồng thần tài nữa cả nhà. Đây là các cái cổ thần tài nè, đẹp quá. Các cây kim tiền nữa nè. Oh, this tree beautiful. Oh my god. Vàng vàng tiền. This one mean tiền, you know. This money, money, lucky. Wow, that's so cute. Wow, so beautiful. Mấy em rồng dễ thương không? This dragon so cute, right? This one you can put in the hang in the door also. Rồi cái này có thể treo qua đỡ cửa cả nhà. Tiền tài. Đây, bán rất là nhiều đồ. Mấy cái này mình có thể dán lên cửa. Đồng em bé cả nhà. Baby Dragon có 15 đồng, rẻ ghê luôn á. 15 đồng là khoảng 45.000 Việt Nam mà. Quá, các kiểu thần tài rồng. Thần tài gõ cửa. Các kiểu luôn. 320 cái giỏ này nha. 320 đồng. Ui. Hoa đào nữa cả nhà. Peach flower. Beautiful. Oh. Các loại bao lì xì cả nhà. Oh yeah, that's so cute. All dragon thing. Nguyên băng pháo dragon. Bài là thật bao lì xì. Wow, đỏ rực luôn. All red color, so beautiful. Oh my god. Quá đẹp cả nhà ơi. Đủ các loại. Đồ Tết ở khu này là rẻ nhất ở Hồng Kông á, mà khu bán đồ nhiều nhất luôn, nhiều sự lựa chọn. Sharon Cat chứ. Ồ, bao lì xì quá trời luôn nè, rẻ nữa. Có 15 đồng, 10 đồng. Sharon Cat chứ. Mấy em rồng dễ thương á. Dragon so cute. Oh, this is fun, very beautiful. Cây quạt đẹp quá nè. Hoa đào các loại. This peach flower. Look like. Đây, đây, peach flower. Cái hoa đào nè, màu hồng, cái là pink color. Wow, cái kim tiền á, màu vàng đẹp quá. What do you mean this one? This one? Mm-hmm. This one is like a four season with good luck. Oh. And this one is like no matter where you go, you always meet the nice people. Oh. So I feel like it's so good with all that. Right? Yeah. Cho dù bất cứ nơi nào bạn đi đều gặp những người tốt hết. Ooh, wow, ha. Nice. Looking around all the lantern. Cái đèn lồng đẹp quá. And also here cheap, you know. This one, 4 dây cho 100 đồng. For 100, beautiful, cheap. Wow, cái dây pháo đẹp quá. Very nice. Về này đi qua only 38 Hồng Kông. Wow. Beautiful. Dragon, this one for lucky, ông thần tài cả nhà. You see this dragon is so happy face. Funny right? Ông gồng mặt khẽ thương ghê, vui ghê. 10 đồng. 30 ngàn, 10 đồng Hồng Kông là 30 ngàn tiền Việt Nam á.
Ôi, cái bức này đẹp quá, quá trời thần tài luôn. Đây, đẹp, rõ rệt hết một con đường luôn. Tại giờ mình đi sớm á, chưa có nhiều cái cửa hàng chưa mở cửa. Chứ khoảng sau 11, 12 giờ đó, tới chiều là đông đen luôn, buổi tối nữa, đông. Đường nè, phố Queen Street. Từ ngay chỗ Samsubo Station đó, đi ra là đi ra cửa B2 cả nhà, xong đi thẳng thẳng qua Payhol Street. Payhol Street là cái đường này nè, để qua anh. Xong rồi cái đường gặp cái đường phố Queen Street này. Ôi, cái này bằng vàng nè cả nhà, dễ thương quá. Ừ, rồi. Dragon, this dragon, it's so cute, dễ thương quá đi. Thần tài nữa nè. Wow, con rồng này đẹp quá, đẹp luôn á nha. That's so beautiful. Nhìn cái mặt á, cái mặt em rồng này thấy là vui rồi. Con này cười tít mắt luôn. It's so fun. I love the happy face of dragon. Wow. Này 3 giây 100 ngàn. À, 100 Hồng Kông là 300 ngàn của Việt Nam mình nữa. Nãy giờ cả nhà đi khám phá cái chợ ở Samsubo bán chợ đồ Tết á, cả nhà thấy thế nào? Đây thấy rất là gần gũi với Việt Nam mình đúng không? Cũng có phong đỏ rồi lồng đèn. Nói chung là vợ Việt thấy rất là gần gũi khi mà đi chợ Tết ở Hồng Kông hoặc là mấy cái chợ á, thấy rất là gần gũi với người Việt. Tại cái dây treo này đẹp quá. Mấy em rồng luôn. Beautiful, have a lot of dragon in this one, 68 Hồng Kông dollars. Ooh, very nice. Mấy cửa hàng mới bắt đầu mở cửa, họ treo đồ lên nè. Rồi, dễ thương quá, mấy em rồng dễ thương ghê luôn. Nó đi cái khu này thấy rộn ràng mùa xuân liền, rất là thích luôn á. Nhất là như đây, những em rồng. Đây. Nói chung là cũng có rất là nhiều khu bán đồ Tết giống như ở Việt Nam, nhưng mà cái khu này là lớn nhất ở Hồng Kông. Cả nhà xem thì thấy thích thì cho vợ Việt xin một lượt like nha cả nhà. Ai mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký, bấm hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.